Chào mừng các bạn khán giả của kênh Yêu 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp vừa chia sẻ dòng trạng thái chào tháng 12 kèm hình ảnh trên máy bay đi du lịch cùng 20 người bạn nhân dịp tháng sinh nhật. Có thể thấy rằng Vũ Khắc Tiệp tuân thủ quy định đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng dịch. Anh chia sẻ, chào tháng 12, chào chàng trai nhân mã ngây thơ, mở đầu tháng bằng một chuyến đi cùng 20 người bạn, tháng 12 luôn đặc biệt và thú vị. Hiện vẫn chưa rõ ông bầu này sẽ tổ chức chuyến đi xa hoa thế nào nhân dịp sinh nhật bên bạn bè. Nhưng với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trở lại, nhiều cư dân mạng đã khuyên Vũ Khắc Tiệp nên cẩn thận nếu không muốn bị cách ly thêm một lần nữa. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện cách ly dài đằng đẵng của Vũ Khắc Tiệp từ đầu năm tới nay. Ông trùm chân dài nay còn được gọi là đại sứ cách ly vì 5 lần 7 lượt nằm trong diện phải cách ly tập trung hoặc tại nhà do đi từ vùng dịch bệnh về. Cụ thể, ngày 24 tháng 2, sau khi trở về từ tuần lễ thời trang Milan ở Ý, Vũ Khắc Tiệp tiến hành cách ly tại nhà để theo dõi. Đến ngày 9 tháng 3, anh được đưa đến khu cách ly tập trung tại Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Vũ Khắc Tiệp đại náo khi không chịu hợp tác, chê bai khu cách ly nóng, không đầy đủ tiện nghi. Sau hai đợt cách ly tại nhà và cách ly tập trung, Vũ Khắc Tiệp tiếp tục bị cầm chân khi mà khu chung cư sinh sống bị phong tỏa do có cư dân tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính. Bộ phim dài tập mang tên Cách ly của Vũ Khắc Tiệp không dừng lại khi từ đầu tháng 4, chính phủ yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong vòng 15 ngày, từ mùng 1 đến 15 tháng 4. Sau đó, thời gian cách ly xã hội tiếp tục được nới dài đến ngày 22 tháng 4, với những tỉnh thành được xếp vào nhóm nguy cơ cao về dịch bệnh. Và thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà Vũ Khắc Tiệp đang sinh sống là một trong số đó. Tổng cộng thời gian cách ly của Vũ Khắc Tiệp ngót nghét hơn 3 tháng. Mới đây vào chiều ngày 30 tháng 11, Bộ Y tế ra thông báo khẩn về trường hợp bệnh nhân nhiễm mới di chuyển phức tạp trong cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân 1347 là người tiếp xúc với bệnh nhân 1342 trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 14 tháng 11. Có kết quả xét nghiệm dương tính đã đến nhiều nơi như trung tâm tiếng Anh, quán karaoke, quán cà phê, v.v. Hiện tại, cơ sở y tế TP HCM đang tiếp tục khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan ca bệnh. Những thông tin trên đã khép lại chuyên mục tin tức tổng hợp của KNews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ KNews 24 giờ nhé.